Theo ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai, từ đầu mùa dịch tới nay, tại tỉnh có trên 76.000 ca mắc Covid-19, để có trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch, những năm trước tỉnh đã mua sắm với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Từ năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh sao cho các cơ sở y tế công lập tự thực hiện việc mua sắm vật tư phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Quá trình triển khai đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Cụ thể, một số đơn vị cung cấp không cung ứng kịp thời về số lượng vật tư, phương tiện theo hợp đồng, nhất là mặt hàng găng tay, trang phục phòng hộ và dụng cụ xét nghiệm. Nhiều đơn vị y tế tuyến huyện không mua được test nhanh kháng nguyên sát cov 2 vì giá thị trường cao hơn giá Bộ Y tế niêm yết và theo ông Nguyễn Đình Tuấn, cản trở lớn nhất là tâm lý e ngại mua sắm, khúc mắc về cơ chế chi giữa ban chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương với các cơ sở y tế. Sự tháng 3 vừa qua, ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Gia Lai đã có cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã thành phố, tháo gỡ phân định rõ về nhiệm vụ và thẩm quyền mua sắm của các cơ sở y tế và ban chỉ đạo các địa phương. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Tuấn cho rằng để đáp ứng được nhu cầu trang thiết bị, vật tư y tế trong lúc dịch bệnh liên tục gia tăng, rất cần nhà nước quản lý tốt nguồn cung cấp ổn định. đề xuất tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán vật tư phòng chống dịch bệnh bất hợp lý. Có đề xuất đối với trung ương là tăng cái nguồn cung cấp mà kit test xét nghiệm, đàm phán với nhà sản xuất test có uy tín trên thế giới để có thể mua lại với số lượng lớn với giá thấp nhất có thể. Cũng tăng cường đi vận động sự tài trợ ủng hộ từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.